Xin chào cả nhà, hôm nay thì bà con đi rừng hái về được một cái dê hoàng thảo xoắn lên tới 50 thân cả da lẫn tơ mọi người nhé Phải nói là một cái siêu phẩm giống như là một cái dê quái thú vậy mọi người Đây, mọi người thể thấy là cái cây này sống lâu năm trong rừng nên là cái bộ rễ nè, nó đang xen nhau từng lớp này à, Và từng lớp rễ mới, rễ cũ nó trông lấn lên nhau, cây bám chắc chắn cực kỳ mọi người Cùng đó là nhiều thân, rất nhiều thân nha, cây này mà tới cái mùa hoa nở đảm bảo mọi người là ngắm phê luôn à, đây vẫn còn sót lại một cái bông hoa từ rừng về cái cây hoàng tàu xào sắn này nó hay lắm mọi người tức là cái cánh thứ nhất là hoa nó to nha thứ hai là cái cánh nó cứ nở ra là nó sắn à. nó cong cong giống như là ai uống tóc rồi vậy và đặc biệt đặc trưng của nó là cái họng màu tím đen à, rất là đẹp đây là một cái bông nó tan từ rừng về nha mọi người tưởng tượng nha cái lúc mà nó nở từ đầu tới cuối mà một dãy một chùm bông nó nhìn nó đẹp đã mắt rất là đã mắt luôn rồi nha đó là lý do vì sao cái cây hoàng tập sắn là cái giống lan hoàng thảo quý hiếm và thuộc hàng đắt tiền nhất hiện nay Ở rừng Việt Nam mình mọi người Và hôm nay thì cái dê 50 thân này Thì em xin phép được chia sẻ với mọi người Giá là một triệu hai mọi người nhé một chiều 2 cho cái siêu phẩm cực kỳ khủng này rồi đây mọi người xem lâu lắm rồi mà có được một cái dê mà nó to đẹp như vậy để về có thể là giới thiệu cho anh em đặc biệt là cây mới từ rừng về mọi người xem này những sau này thì nó sẽ ra hoa trên những cái thân này mọi người nhé à, rồi rất tiếc là đợt này là chỉ còn một cái bông hoa thôi nếu mà bà con mà hái được từ rừng về sớm hơn nữa thì lúc đó nhìn à, những cái cái canh nhánh hoa này nè những cái vòi hoa cũ đó mọi người nó mà nở một chùm về là phải nói là ngắm lên clip phê luôn cực kỳ mọi người à, rồi đối với những khúc nguyên bản này thì anh em về có thể đặt vào một cái chầu to nào đó hoặc chúng ta đóng cái đinh ta treo lên là xong nha à, không cần phải làm gì nhiều rồi và hôm nay thì quay clip lên để có thể giới thiệu với mọi người một cái siêu phẩm 50 thân do bà con hái từ rừng về một loài là hoàng thảo cực kỳ hiếm của rừng Việt Nam mình mọi người nha hoàng thảo sáng cứ nở ra là cánh sáng 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 lại rất là hay nha độc lạ rồi giá là một triệu hai mọi người nha anh em có siêu tầm thì báo em rồi xin chào và hẹn gặp lại cả nhà.